Bình mới chào cô chú anh chị. Thì hôm nay Bình cũng đến nhà của anh Trung cập nhật, cũng giống như là gạch bữa hổm á, Bình có chia sẻ lên á thì có rất là nhiều bà con cô bác góp ý kiến với Bình. Thì hôm đó thì Bình với anh Trung đó cũng giống như là giỡn chơi thôi cô chú anh chị, chứ không phải là sự thật. Tại vì cái này á, là quyền của chủ nhà và chủ thầu thì đưa ra mẫu thì Bình cũng biết mà. Rồi xong á thì Bình mới kêu anh thầu đó là cho anh Trung lựa thôi, chứ không phải là Bình tự ý mà Bình lựa êm đâu. Đó thì chú thầu thì cũng mão lót gạch này kia đầy đủ mà, chứ đâu phải giỡn nói như này kia đâu. Thì cô chú anh chị cũng có góp ý với Bình, giỡn thì đừng giỡn quá lố ha. Rồi thì bây giờ Bình mời cả nhà cùng trò chuyện cùng với chú thầu ha. Anh chào bà con cô bác ạ. Dạ, hôm nay là nhà của anh Trung á đã tiến hành tới đâu rồi anh Thanh? Dạ, bữa nay đang lót nền anh. Dạ, lót này luôn ha. Dạ, bữa nay lót là hoàn thiện, lót là xong. Anh Trung chào bà con cô bác ơi. Dạ, chào bà con cô bác ạ. Hôm nay thấy hôm nay anh Thanh lót này gần xong rồi. Gần xong rồi ha. Bây giờ đặc biệt nhất là lót nền xong á, khi mà trời mưa gió quá đó, nhà sau mình ngủ không được á, mình vô đi mình ngủ đi. Ha, không sao đâu. Chắc tối nay chắc vô hai cha con chắc vô vô nhà này ngủ hả? Rồi nhà sau đó không được. Đúng rồi. Nhà sau là không có được tại vì mưa gió quá. Rồi đặc biệt nhất là anh Thanh đã tiến hành tới giai đoạn nào rồi? Thấy em thấy đóng dáng ở đây để làm gì với anh Thanh? Xong quay tam biến đổ cái đường đi nè. Đổ từ cái đường vô nhà 1 mét với chạy dài ngang hết nhà 1 mét nữa. Đổ sân. Tức là mình đổ lại ha, đầu bên đây là em thấy cỡ tầm mét rưỡi 2 mét luôn. Dạ, hả? Đúng rồi, mình đổ lại cho nó bằng cái miếng tan để mình đi vô cho nó dễ. Vậy là mình đổ đường đi là hơn 1 mét phải không? Dạ đúng rồi. Dạ, rồi còn phía bên kia thì 1 mét luôn phải không? Dạ đúng rồi. Rồi bữa nay thì thấy mấy chú thợ cũng đang lót đúng không? Dạ đúng rồi, trong lót hết xong, còn chạy ba nó là lót hoàn thiện. Dạ. Rồi cái chạy ba đó ha. Chạy ba đó là mình lót có độ nghiêng không hay là như thế nào hả anh Thanh? Có anh, mình làm độ dốc ra một phân anh. Độ dốc ra một phân ha. Dạ. Vậy là nói chung là tô hoàn thiện, bắt chỉ này kia cũng ok ha. Dạ. Nhưng mà em thấy còn ở bên hông bên đây nè, chưa phải không? Dạ đúng rồi, hông đây chưa anh. Tại bữa nay mình làm ở trong cho xong cái. Dạ, vậy là mình làm ở trong nhà thôi ha. Dạ. Rồi, thì bây giờ dẫn cô chú anh chị vô trong coi gạch mẫu của anh Trung lựa rồi lót vô nhà như thế nào á anh Thanh. Còn màu B thì anh Trung lựa màu gì hả anh Thanh? Dạ, B cũng lựa màu xám xám anh. Xám xám cũng tựa tựa giống như màu gạch chứ ha. Dạ, đúng rồi. Nó mới ăn gạch, nó mới nổi không? Dạ. Dạ. Vậy là anh nói là được trước đó là phát sinh ra là cái chỗ này đúng không? Dạ, đúng rồi. Chứ mình phát sinh ra đây là mình đổ dọc đây với dọc đây là 2.2. Dạ. Dạ. Rồi còn bên đây thì đất trống của anh Trung. Thì sau này anh Trung sẽ đổ cát hoặc là giác đất từ đâu lại hả anh Trung? Có tôi tính giác đất ở nhà sau á. Lợi. Một cái đây nè. Cho nó bằng á. Dạ. Cho nó lại lại bằng bằng á. Tại hiện tại giờ thì thí dụ đi mà bà con cô bác á, có lô vô nhà anh chơi á, thì cũng không có xuống đất nữa. Tại vì đi thứ nhất là đi có đường đi nè, đường thứ hai rồi. Là có đan nè. Anh Thanh lắm rồi nè, gần đây đường vô nhà rồi. Dạ. Yeah. Mình lo, mình ớn nè. Dạ. Rồi thêm một phần á, cô chú anh chị, gạch thì gạch này là kiểu gạch gỗ á. Anh Trung có kêu rồi chắc bữa nay ốp gạch được chưa? Dạ, chưa. Chưa ha. Chắc ngày mai. Ngày mai ha. Thì bây giờ mời cả nhà vô trong nhà đi. Đây cả nhà, đây là hôm nay thì mình cũng đến đây cập trực cho cô chú anh chị xem. Thì nhà của anh Trung này cũng đã lót xong rồi. Lót xong như vậy á thì này là chưa có đi đường gom đúng không anh Thanh? Lấy dao chẻ đường gom, sau cái nó mình quét ra nó chẻ đường gom. Đúng rồi, đúng rồi, tại cát á, nó sẽ vô cái đường gon này nó sẽ xấu ha. Rồi anh Trung thấy cái đường gon này như thế nào? Em thấy cũng đẹp lắm rồi đó. Thì đúng rồi, đẹp rồi. Đẹp chưa? Đẹp rồi. Ngày nào ra xong xuôi là tôi quét cho sạch luôn. Anh giống như giấc chiều đó, khô hết đó, anh lau và anh quét cho nó sạch sẽ xíu nha. Tại vì khi mà chú thợ lại thì mình trả lại mặt bằng cho chú thợ. Làm nó mình chưa quét á.
Ủa cái đường chỉ trong nhà này anh bắt hả? Anh, dạ, dạ, đúng mình cắt gạch mình ốp vô hả? Cắt gạch đó. Dạ, 5 phân đó đường chỉ. À đường chỉ mình cắt gạch mình ốp mình lấy luôn ha. Dạ. Nó sẽ nhanh hơn đúng không anh Thanh? Dạ, bây giờ nó chân nó nhanh rồi nó cũng đẹp nữa. À, nó sẽ đẹp hơn, khỏi mình khỏi tô màu ha. Dạ. Tùy theo mà mình thích màu gạch màu nào đó mình bắt liền vô. Dạ. Thì thấy nó đẹp hơn. Dạ. Và nó sẽ không bay màu ha. Dạ. Ừ. À, nhà của anh Trung hiện tại giờ cũng đã xong rồi ha cả nhà, gần xong. Đó, bây giờ ốp luôn hả? Ủa này mình ốp lên mấy 2 tấc rưỡi anh. 2 tấc rưỡi luôn kìa. Dạ, là mình cắt ra làm 2 á. Gạch 50 lót của mình cắt ra làm 2. Dạ. Dạ để quét đừng cho dơ ha. À, anh Trung thấy vậy sao? Anh Trung được không? Dạ không thôi. Ừ? Dạ thôi. Thì anh Thanh còn cái đường này, cái chỗ này là mình phải giống thì ấy tới mình làm bê á, là mình sẽ lấy cái bọt két nó làm nó đều á. À đúng rồi, mình thấy vậy đâu. Mình dạ. Mình két nó lại lại két nó lại lại á. Dạ dạ đúng rồi, chứ để vậy là thấy nó xấu. Dạ. Tới làm bê mình két cái bọt két á. Dạ vậy là mình gạch 50 mình chẻ ra làm 2. Dạ. Ốp lại cho luôn. Ồ. Wow. Anh Trung ơi thấy sao bây giờ? Mừng lắm à. Mừng lắm à. À. Còn à, phía bên đây là trong phòng mà mình làm rồi đúng không anh Thanh? Chưa có ốp. Mới lót xong ha. Đây cái nhà trong phòng thấy mở nhà cái có cái cửa sổ này nè, nó sáng nè. Đúng không? Quá đẹp rồi. Còn phía bên đây trong toilet mình là dán gạch này kia xong chưa Thanh? Mới dán gạch này kia lót. À, chào chú. Bữa nay làm sao trong nhà thấy nó nóng không hay là sao? Nó cũng ra mồ hôi à. Cũng ra mồ hôi hả? À? Có quạt hay đỡ ha. Nhưng mà vậy đi cho nó khỏe ha. Ủa rồi anh Thanh ơi, còn cái em có thắc mắc cái vụ cái cột này nè, hay sao? Cái cột ấy à? Dạ. Thì mình ấy mình xây lấy gạch ở ngoài là bằng cái miếng ở ngoài là tổn phải chơi ra rồi xong cái mình chét bột này kêu lăng bê là nó đi chung một màu hết. À đi chung một màu hết ha. Để cái này mình đi gạch ở ngoài, mình đi trong là tổn phải chơi ở ngoài. Dạ. Cột này phải lòi ra ngoài thôi, nếu mà mình lấy đủ rồi mình. Nếu mà mình lấy lòi ra bên ngoài. Lấy làm cái trong này cái ngoài rồi. À. Thế nào cũng có cái lòi đúng không? Dạ. Yeah. Nó khó cũng khó. Dạ. Yeah. À mình lấy nó vô trong cái nhà được rồi. Còn giống như mình lấy cột kia ra ngoài thì gạch là nó xây vô trong nhà nó cũng hơi hẹp. Hẹp lại xíu nữa. Ừ. Rồi, phía bên đây thì cô chú anh chị đây là nhà bếp ha. Dạ. Yeah. Đây, nhà bếp nè anh. Anh Trung thấy nhà bếp để hai cái đó sáng cho anh Trung có rảnh nó lao cái đó ra cho nó sạch. Để ghế nó mình lao. Thì nó chưa mới đi sạch á. Ừ. Làm bê cái ủa làm bê nó cũng dính là khỏi đâu đúng rồi. Rồi cái trong toilet này anh Trung thấy sao rồi anh Trung? Đây là mình mới làm le đúng không? Dạ đúng rồi, làm le. Này trong toilet đó mình để bồn cầu như thế nào anh có thể là cho bà con có bác biết được không? Dạ. Bồn cầu anh để đây. Sẽ ở bên nào bên đây. À. Dạ còn ở đây lỗ để mình xài nước chặt đổ này kia mình sẽ xả nước qua đây. À chỗ đó là chỗ thoát nước. Dạ đúng rồi. Còn đây bồn cầu mình sẽ đi 2 ống. Ủa sao cầu em thấy để ngay giữa sao mình không để sát xíu ta? Tại cái lỗ cống của nó này nó bự rồi, nó sát nó sát ở đây rồi cái lỗ nó ngay đừng để ngay cái lỗ cống của nó đó. À để ngay giữa em thấy không gian ngay giữa sợ nó dạ. Nó chặt hẹp bên bể. Lỗ cống nó bự nó ép xuống tới đây rồi. Ừ. Dạ. Dạ, vậy là để bồn cầu ngay đây ha. Dạ. Mình ngồi quay mặt ra ngoài, anh Trung thích quay mặt ra ngoài không? Quay mặt vô trong đi. Chỗ nào cũng được hết á. Hả? Bên nào cũng được hết á. Để bữa đó có gì coi quay bên nào thấy nó rộng hơn ha. Chưa. Dạ, thấy chỗ nào nó rộng hơn ha anh. Dạ. Dạ. Em thấy vậy lắm. Người ta hay để vậy. Tại mình thấy ai cũng quay mặt con đẳng. Ừ. Chứ mình để quay bên đây cũng kỳ. Ừ. Giống như quay mặt qua anh Trung có được không? Chắc không. Thường thường thấy người ta xấu ai luôn, nhà cũng phải quay ra vậy á. Dạ, quay ra cửa hết ha. Dạ. Ừ.
Rồi cái này là đường ống này kia là anh đi dùng đúng hay sao? Dạ đúng rồi, đường ống đi hết trơn. Không, giống như đường ống nước á. Dạ giống như anh vậy, vô cái phần trong đây thôi, còn giống như ở ngoài á, đi đi đâu đó là ở chỗ nhà đi. Đúng rồi, đúng rồi, giống như là cái ống nước mà mình sử dụng. Ở trong đây giống như giò sen này kia là em sẽ đi hết. Dạ. Đi trong đây cái phần xã ngoài thì chỗ nhà đi. Dạ dạ dạ, đó là về cái đó. Dạ. Em có mua giò sen này kia xong sáng rồi đưa nó qua. Được rồi đó. Ừ. Đặc biệt chứ là cô chú anh chị, bây giờ chú thợ thì xây lên đây nè, trong trong này trong cái toilet đó mình có đóng lại không? Dạ mình đóng một chậu ở ngoài đây hết trơn, mà chỉ trong là trong cái toilet thôi là mình không có đóng. Sao vậy? Sao không đóng? Giống như mình đóng này cho nó sẽ kín, nó giống như toilet đó để mình giống cái con hơi này kia. Ừ. Dạ. Nói chung đa số ít ai đóng toilet. Dạ. Ít ai đóng toilet đúng không? Dạ. Mình đóng một vòng còn toilet nào mới chừa lại. Dạ, chừa cho nó thoáng thoáng hơi ra phải không? Dạ. Ôi trời, cũng đã chuyện mưa nữa rồi nè, cả nhà. Đó. Bây giờ mà anh em mình đi ra ngoài đi cho mấy chú thợ làm đi. Dạ. Đây cả nhà, trời cũng đã chuyện mưa nữa rồi. Quá trời mưa rồi. À, cái nền xây cũng ok. Còn bên ngoài này mình tính bắt chỉ như thế nào hả anh Thanh? Dạ, ở ngoài cửa sổ mình cũng bắt chỉ cắt gạch mình bắt chỉ nha. À, chỉ là bắt chỉ thôi phải không? Dạ. Cũng có cô chú anh chị góp là giống như mình bắt chỉ thì sợ giống như là mưa mưa thế nào nó cũng tạt thôi cô chú anh chị. Chứ mình bắt chỉ ra tạm thôi. Dạ. Đúng không? Thì mình bắt chỉ chủ yếu là bắt chỉ để cho nó thấm ở nó đầu trên thôi. Dạ. Đó là như vậy thôi. Còn mà về mà để đan á thì bây giờ người ta làm nhà ít có ai để đan lắm. Hồi đàn, xưa thì có. Hồi xưa cũng giống như đổ đan. Nhưng mà đó đúng không? Đặt vô bây giờ ít, không có cần thiết nữa. Không có cần thiết là về đó nữa. Đúng không anh? Dạ. Bây giờ lại cái cửa nhôm nó cũng đâu có sét đâu. Dạ. Rồi giả lại trời mưa thì người nhà đã đóng rồi hết rồi. Dạ. Nó đâu có tạt vô đâu không? Dạ, cái đường này nó đâu có thấm vô trong đâu không? Dạ không có thấm anh. Vậy là nói chung là nước này kia vô cửa sổ rồi từ từ nó có lỗ thoáng đó nó ra chứ không có thấm gì vô trong hết. Dạ. Đây sau này anh Trung cũng giống như là mình rảnh đó, mình giống như muốn đào đất đó, mình để lắp chân thêm miếng cũng được phải không? Dạ. Lắp thêm miếng hoặc là mình để những cái bao mà anh nói anh trồng gì đó để để cái bên vậy nè, một chỉ đây nè. Một dây này luôn. À, được không? Đó thì sau khi mà kia lấy xong cái bao một cái mình trồng hoa, trồng bông này kia, vách nhà này đẹp lắm á. Tại vì vách nhà của anh thẳng rồi giả lại có nắng mặt trời nữa đúng không anh Thanh? À, khi mà mình trồng xong rồi có đất này kia cái bắt đầu mình trồng bông vạn thọ hay là trồng bông này bông kia cái nhà của mình nó sạch sẽ nó đẹp hơn và giả lại đi đường đường bên kia qua nè cô chú anh chị thấy nó rất là nói chung là rất là mặt tiền khi mà cưa mấy cây này xuống nè. À, đợt trước thì mình cũng kêu cưa rồi thì bây giờ cũng đã cưa rồi hết rồi cô chú anh chị. À, thấy nó thoáng mát rồi giả lại thêm một phần sạch sẽ nữa đó thì vậy là tới giai đoạn bữa nay nữa thì khi mà mình lót gạch xong á mình có lăn bê chưa hay là như thế nào hả anh Thanh? Dạ chắc chưa anh, tại mấy bữa nay trời mưa quá cái bình tô này kia chưa khô á, chắc trời nắng khoảng 2-3 ngày mới làm bê được anh. Lý do sao mà mình làm xong cái phần trong nhà hết rồi sao mà mình chưa có lăn bê, lý do sao? Giống như mưa cái nó còn thấm á, cứ mình lăn bê cái được mấy hồ nó sẽ chốc sơn ra. À, dạ. Tức là mình sợ chốc sơn. Dạ, chứ được có giống như bê á, thì thường thường là 2-3 năm, 4-5 năm. Dạ. Khi mà có nước thì khoảng tầm 1 năm dạ. Nó sẽ chốc hết phải không? Chốc. Rồi nó giống nó ẩm ẩm hoài rồi bê nó ẩm hoài nó không khô nổi. À. Mình tô xong cái nào nó trắng nắng 2-3 ngày nó trắng mình mới làm được, còn cái nó ẩm ẩm vậy làm không được. Vậy chừng nào mà nắng 2-3 ngày á anh Trung điện thoại cho em hoặc là điện thoại trực tiếp cho anh Thanh đi. Dạ. Ví dụ là bữa nay nắng, ngày mai nắng gì đó. Ngày mốt nắng rồi bắt đầu cái ngày thứ tư là làm luôn. Dạ. Được không anh Thanh? Dạ. Cỡ 4 ngày, 3 ngày là được phải không? Dạ đúng rồi. Nếu mà trời nắng mà khô như vậy là làm được không? Dạ. Mà nó trắng là làm được. À, khô mà nó trắng vậy nè. Ẩm ẩm đường dưới là không có được. Dạ. Ừ, đó. Bây giờ đang bão á, bão số 5 á. Hả? Làm không được á. Nhà anh Trung hết bão số 3 tới bão số 4. Bây giờ tới bão số 5 luôn hả? Sao vậy? Nó
ông trời thương mình đó. Nó làm nhà cho mát. Làm nhà cho mát hả? Ông trời, ông trời thương anh Trung ha. Quá trời thương luôn rồi. Thôi thì hôm nay nói chung á, em cũng đến đây cập nhật cho bà con cô bác xem thôi. Thì cả nhà, thì nãy giờ đó thì mình cũng đi một vòng trong nhà rồi. Thì nhà của anh Trung cũng chú thầu cũng đang xây dựng. Rồi thêm một phần nữa thì bữa nay nữa chắc có lẽ là đổ đan này kia, mai mốt là chạy xe vô tới mấy nhà cũng được rồi đó. Rồi còn về cái phần đất trống ở trước nhà đó thì anh Trung sau này anh Trung sẽ dát đất vô. Để giống như là cho nó bằng rồi xong cái nếu mà anh Trung có khả năng á thì sẽ chán xăng luôn thì cũng đẹp nữa. Nói chung là đẹp thì càng đẹp thôi. Nếu không có khả năng thì mình để đất cát ha, đúng không anh Thanh? Sẽ thoải mái hơn. Thì thôi em cũng chúc chú thầu anh Thanh đó thì luôn luôn có thật nhiều sức khỏe, luôn luôn làm việc cũng như là mình làm việc tâm thôi ha anh Thanh ha. Còn anh Trung thì thấy về cái căn nhà của mình chú thầu đã xây dựng nhanh như vậy, anh cảm nghĩ như thế nào? Đẹp rồi. Có lời gì muốn nói đến chú thầu với bà con cô bác không? Không, được rồi, thấy đẹp rồi. Giống như là anh có lời gì cảm ơn đến chú thầu và bà con cô bác không? Đã luôn luôn giúp đỡ và hỗ trợ mình trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn hết á. Hả? Cảm ơn. Cảm ơn thầu luôn. Nếu mà nếu mà mình làm ở đâu em không cần biết, nhưng mà chú thầu, khi mà chú thầu có tâm á, thì làm việc sẽ khác, mà chú thầu không có tâm á, thì làm việc sẽ khác. Anh Trung cũng biết mà, tại vì anh đi làm hồ mà, phụ hồ mà, đúng không anh Trung? Nhưng mà đặc biệt nhất là đi làm nhà ai, anh Thanh nói là cũng có nước có này kia uống, mà anh Thanh không có đòi hỏi nha cô chú anh chị. Đúng rồi. Tại vì cái này là mình đi mua qua Bình Lợi, mình gặp giống như là nước uống thì mình mua, rồi cũng giống như là bánh này kia thì mình mua, chứ còn từ lúc mà làm nhà anh Trung tới hiện tại giờ cũng tầm hơn nửa tháng rồi mà chưa có thấy. Tại vì anh Thanh cũng thông cảm đi, tại anh Trung không có tiền nha. Bây giờ lại cái phần đó thì cũng ngoài dùng phụ sống đi nha. Tùy theo hoàn cảnh thôi. Thôi em cũng rất là chân thành cảm ơn anh và cảm ơn anh Trung đã chia sẻ cho bà con cô bác biết ha. Rồi chào anh ha, chào anh Trung, chào anh luôn ha.